Rồi, ok chưa? Rồi. Để tôi nói lại, màu xanh là những gì đề bài cho, màu đỏ là những gì chúng ta suy nghĩ. Đề bài cho cái gì? Tam giác ABC vuông tại tại A. Đây là giả thiết đầu tiên của đề bài đúng không? Chúng ta đừng vội đọc giả thiết thứ hai, mà chúng ta phân tích cái giả thiết thứ nhất bạn. Được chưa? Tam giác vuông. Khi nói về tam giác vuông, lập tức bạn nghĩ tới điều gì? Nó có những điều gì? Nó vuông. Góc vuông thì nói làm gì? Góc vuông thì ở trước màu xanh rồi. Màu xanh là những cái gì đề bài cho. Bây giờ những cái gì chúng ta phân tích cái giả thiết nè. Tam giác vuông thì bạn có điều gì? Thứ nhất bạn nghĩ ngay tới cái gì? Beta. Pythagore. Trong trường hợp này Pythagore là BC bình bằng AB bình cộng AC C bình. Tôi nói lại một lần nữa, màu xanh là những gì đề bài cho, màu đỏ là những gì trong trong đầu chúng ta suy nghĩ. Hiểu vấn đề không? Vâng. Màu đỏ là đề bài không cho, màu xanh là những gì đề bài cho, màu đỏ là những gì chúng ta suy nghĩ. Ok chưa? Được rồi. Rồi, vậy thì khi nói tới tam giác vuông, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Pythagore. Nghĩ ngay tới cái gì nữa em? Tổng hai góc nhọn bằng 90 độ. 90 độ và hai góc phụ nhau, đúng không? Dạ vâng. Rồi nghĩ ngay cái gì nữa? Một đặc điểm cực kỳ quan trọng khi nhắc về tam giác vuông mà em phải sử dụng, nhất là lớp 9 hay gặp và thi chuyển cấp là thường sử dụng cái chất này, đó là trong một tam giác vuông em, đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền. Tính chất này cực kỳ quan trọng. Nghe. Em hiểu không? Nắm được cái này không? Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền. Hiểu vấn đề không vậy? Thuộc không? Không nhớ không? Không nhớ thì bây giờ mình ôn bài nha. Thấy chưa? Được chưa? Ok chưa? Em thấy không? Nếu như em không phân tích ra, em lát nữa em sẽ không làm được bài. Tại lát nữa cái bài của em phải sử dụng cái chất này. Vậy tôi nói lại một lần nữa, cái phương pháp học nè. Màu xanh là gì? Màu xanh là đề bài cho. Màu đỏ là gì? Màu đỏ là những điều mình nghĩ ra. Mình nghĩ ra và đề bài không có đúng không? Nhưng những cái gì mình nghĩ ra sẽ là cái lời giải cho bài đề toán. Ok chưa? Tiếp tục bây giờ. Xong rồi em, khi mình nói tới tam giác vuông chúng ta sẽ nói được mấy ấy? Ba ấy. Ok chưa? Dạ rồi. Người ta gọi là giả thiết mẹ đẻ ra những giả thiết con. Được chưa em? Ok chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục qua giả thiết tiếp theo. D là trung điểm của A. A B là trung điểm không? Của và E là trung điểm của B. B C, đúng không? Đúng rồi. Rồi em nhìn. D là trung điểm của AB. Tức là D thuộc AB. Và DA bằng DB đúng không? E là thuộc ABC và EB bằng EC, đúng không? Đúng không? Dạ vâng. Có những bạn á bạn, em nhìn nè, khi bạn nói D trung điểm AB bạn ghi như vậy, DA bằng DB là đúng hay sai? Yeah. Em hay ghi như vậy đúng không? D trung điểm AB em ghi hay ghi là DA bằng DB đúng không? Dạ. Yeah. Là sai em. Tam giác con DAB, DA cũng bằng DB mà. Bằng không? Bằng. Dạ. Nhưng D đâu phải trung điểm, đúng không? Dạ vâng. Người ta định nghĩa trung điểm là gì em? Đó là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng, đúng không? Dạ. Nên em phải có yếu tố là D thuộc AB, tức là nằm giữa AB. Ok chưa? Ok thôi. Hiểu vấn đề không? Dạ hiểu. À giờ chúng ta tiếp tục. Vậy thì khi em nói về trung điểm, em phải có yếu tố là D thuộc AB. D thuộc AB. Được chưa? Rồi đây là những gì giải thích cho. Giờ chúng ta bắt đầu chúng ta suy nghĩ em. Trung điểm, hai cái trung điểm nghĩ tới cái gì em? Đường trốn, đường bình. Trung bình. Đúng không? Dạ. Đường trung bình. Để từ đường trung bình suy ra. Mà đường trung bình thì chúng ta lại nói yếu tố gì? Song. Song song, đúng không? DE song song với A. AC. Và DE bằng một nửa A. AC. Đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi, yếu tố song song lại nói tới điều gì em?
Khi mà Đúng nói tới song song thì chúng ta phải nói tới cặp so le chong. So le ngồi, đồng vị bằng nhau, đúng không? Ờ. Trong cùng phía, ngồi cùng phía, bộ bù nhau, đúng không? Dạ. Rồi khi nói tới song song ta còn nói tới yếu tố gì nữa? Khi hai đường thẳng song song, đường thứ ba vuông góc đường thứ nhất thì sẽ vuông góc với đường thứ hai. Em hiểu không? Dạ rồi. Rồi bây giờ em nhìn nè. Em nhìn. Tiếp tục nha. Như vậy màu đỏ là những gì chúng ta suy nghĩ. Như vậy chúng ta đã có GE song song với AC, em thấy không? Dạ. GE song song AC. Được chưa? Em nhìn. Em nhìn nha. Bây giờ tôi sáng tác đề nè, tôi sẽ là người ra đề thi cho mấy em làm. Tôi sẽ là người sáng tác ra đề luôn, chứ không cần phải đọc cái đề ABC. Em nhìn. Em nhìn nha. Ý 1. Bắt đầu tôi nhìn ý 1 nè. Có song song. Có song song thì nghĩ ngay tới hình. Hình thang đúng không? Có yếu tố song song nghĩ ngay hình thang đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi có yếu tố vuông góc thì nghĩ ngay là lập tức là hình thang. Hình thang vuông đúng không? Dạ. Như vậy chúng ta có thể ra đề thi là gì? Chứng minh GECA là hình thang vuông. Được chưa? Vậy thì tôi ra đề thi tôi yêu cầu chứng minh rằng ABCD là hình thang vuông. Được chưa? Rồi. Tiếp tục em nhìn ý thứ hai. Bây giờ ý thứ hai em nhìn nè. Có phải chúng ta có cái màu đỏ là những gì chúng ta suy nghĩ lúc đầu không? Chúng ta có Pythagore, đúng không em? Chúng ta có Pythagore, đúng không? Pythagore là gì? BC bình bằng AB bình cộng với AC bình, đúng không? Dạ đúng rồi. Em thay vô. BC có phải gấp đôi hai lần EC không em? Như vậy là BC bình bằng 2 EC bình không? Dạ đúng. À vậy em nhìn. Mà AB có phải gấp đôi GA không? Như vậy 2 lần GA tất cả bình không? AC thì gấp đôi 2 lần GE có phải là 2 lần GE tất cả bình không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Em thu gọn một hồi có phải là EC bình bằng GA bình cộng với GE bình không? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy tôi sẽ ra đề thi như sau. Tôi yêu cầu học sinh nè, tôi là người ra đề em như nè. Kết luận nè, chứng minh rằng EC bình bằng GA bình cộng với GE bình. Có phải đề bài này cực kỳ khó không? Nếu tôi che cái màu đỏ lại, tôi ra cái màu xanh, có phải là học sinh bỏ bài không? Tại vì cái EC bình bằng GE bình cộng với GA bình cực kỳ khó em. Học sinh nghĩ Pythagore là phải tam giác vuông. Em nhìn đi, EC, GA và GE có phải tam giác vuông không? Nó là tứ giác mà, đúng không? Dạ vâng. Vậy thực ra rất là khó. Nhưng nếu em biết cách dùng màu đỏ thì bài toán là trở thành dễ. Nếu em dùng phương pháp là gì? Đề bài cho màu xanh, mình suy nghĩ màu đỏ, thì nhìn bài toán em có thể ra lời giải, đúng không? Dạ. À, thấy chưa? Lý. Hình dung chưa? Dạ. Ừ, thấy chưa? Đơn giản không? Hình dung không? Nếu ra câu 2 nữa là khó. Khó cực luôn. Khó cực. Nếu như không có màu đỏ là câu 2 mới. Tôi ra không không thôi em. Tôi ra không không, không có màu đỏ, tôi ghi chứng minh rằng EC bình bằng GE bình cộng GE bình là khó, là bỏ bài á. Bỏ bài chứ không phải dựng chơi đâu. Không phải dựng chơi đâu em, bỏ bài đó. Được chưa? Rồi, tiếp tục em. Tôi mới nói nè, em nhìn tiếp nha. Em nhìn tiếp. Em nhìn tôi dẫn dắt ra một cái đề thi mới mà cực kỳ khó, khó hơn nữa cả. Em nhìn nha, câu 3. Màu đỏ là những gì chúng ta suy nghĩ, màu xanh là đề bài ra. Tức là mình có thể, em biết không? Đây nha, thực ra chúng ta, tôi và em đang đóng một cái vai, em biết vai gì không? Chúng ta là người ra đề thi cho người khác làm. Chà. Hiểu không? Đúng không? Em hiểu cái đề không? Thì không? Rồi em nhìn tiếp nha, chúng ta sáng tác cái đề nha. Sáng tác cái đề. Và cái đề chúng ta còn hay hơn cái đề trong chuyên này. Em nhìn sáng tác thì cái đề là ý 3 nè. Ý 3.
Bây giờ em nhìn, chúng ta vận dụng cái ý đường trung tuyến bằng một nửa cạnh huyền em. Đường Đúng trung không? tuyến bằng một nửa cạnh huyền đúng không? Dạ. Như vậy chúng ta kết nối AE lại. Có phải AE bằng một nửa BC không em? Đúng Em. không? Nhìn thấy hình đúng không? Dạ đúng rồi chứ. Mà một nửa BC có phải nó chính là bằng EB bằng EC không? Đúng không? Dạ vâng. Như vậy, nếu là lớp 9 em nó sẽ ra một cái đề thi vào lớp 10 như sau, chứng minh rằng tam giác B AC nội tiếp cho một đường tròn và xác định tâm. Còn nếu là lớp 8 thì nó sẽ làm như sau em, khi mà bằng nhau có phải hình thành tam giác cân không em? Đúng không? À, như vậy là tam giác Nếu ABE như mà cân. mình Hả, sao em? nếu như mà kiểu khi mà đề ra cho bút xanh đúng không, mà mình À khi mà suy ra những cái ý nghĩ của mình á, à thì mà cái đáng sợ duy nhất là cái thứ mà mình không, kiểu là mình nghĩ ra nhiều quá rồi mà không biết chọn lựa được cái nào, hoặc là nghĩ thiếu quá thầy. không, em đừng có lo, em nên nhớ là một cây làm chẳng nêm non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, đúng không? Dạ. Người ta cho em một cái giả thiết thì em không thể làm được bài toán, nhưng mà từ một cái giả thiết em suy ra ba giả thiết thì ba cái đó nó giúp em vững vàng trong việc làm toán. Em nên nhớ một câu nè, đề càng ngắn càng khó làm, đề càng dài càng dễ làm. Vì sao vậy em? Đề càng dài càng có nhiều giả thiết cho người ta làm, đề càng ngắn càng khó. Em thấy những cái câu thi mà, câu mà dành cho học sinh giỏi đề luôn luôn một dòng đúng không? Em để những cái câu mà dành cho học sinh giỏi có một dòng à, đề rất khó. Em hiểu vấn đề không? Em hiểu vấn đề không? Nó không, nó Dạ. thiếu, em hiểu vấn đề không? À, ít giả thiết quá nó khó, được chưa em? Còn em suy như vậy á, em sẽ suy ra được nhiều bài toán mà nó dư hơn cả đề thi luôn. Ví dụ em suy ra được 10 câu hỏi, 10 câu kết luận mà đề thi yêu cầu làm ba thôi thì em làm hết không? Làm hết. Em hiểu vấn đề không? Giống như ý hai màu xanh đâu có trong đề thi đâu đúng không? Chúng ta suy ra được mà. Mà như vậy là vấn đề là vậy nè em. Em biết tại sao, vì sao mà các giáo viên họ có thể giải đề thi rất là nhanh không? Giải bài tập nhanh không? Ừ, không. Là vì giáo viên là người ra đề thi. Đúng không? Đúng rồi. Họ vậy thì họ ra đề thi bằng cách nào? Bằng cách à, bằng cách đó. Hiểu chưa? Vậy thì khi em đạt tới một cái tư duy của người ra đề thi thì em nhìn toán em biết làm. Em hiểu không? Nếu em bảo rằng em sợ suy nghĩ nhiều quá, sợ bị rối thì giáo viên bị rối rồi, giáo viên họ suy nghĩ rất là nhiều. Vậy tại sao họ nhìn đề họ biết làm? Em hiểu không? Không, không bị rối. Nha. Em đạt tới một cái level có thể em giảng bài lại cho người khác. Nha, em thấy không? Tôi đang rèn em một cái tư duy vậy, tư duy của người gì em? Người Người giáo thầy. viên. Dạ vâng. Em đang học với tư duy một người người giáo viên toán. Em đứng em giảng toán. Mình có một cái tư duy người ra đời là mình cực kỳ giỏi em, yên tâm đi. Nha, em thấy tại sao tôi dạy toán hóa luôn đúng không? Thôi Đúng tôi không rồi. bị rối là vì tôi là một cái tư duy của người ra đời. Tiếp tục chúng ta ra đề tiếp nha em. Ra đề tiếp. Ok. Rồi, tam giác cân em. Tam giác cân, có phải ta có thể ra bài thi không chứng minh tam giác BEA cân không? Đúng không? Ta có thể ra đề thi như vậy. Mình là người ra đời mình có thể ra. Nhưng mà còn một đặc điểm nữa em. Còn một cái còn ghê hơn nữa em. Một cái đặc điểm của tam giác cân. Nói về tam giác vuông, em phải nhớ cho kỹ. Một cái đặc điểm của tam giác vuông là gì em? Đường trung tuyến bằng một nửa cạnh cạnh huyền. Đúng không? Dạ. Còn khi nói về tam giác cân, một đặc điểm cực kỳ quan trọng mà em học cho tới tận 12 luôn. Em phải nhớ cái đặc điểm này của tam giác cân để em học tới tận 12. Đó là gì em? Trong tam giác cân, đường bốn đường trùng lại là một. Nghĩa là sao em? Em hiểu ý này là sao? Tức là đường cao cũng là đường trung tuyến, cũng là ti phân giác, cũng là đường trùng trùng trực. Em hiểu không? Đúng không? Như vậy tôi sẽ chứng hồi nãy em này nè, DE đã vuông góc AB chưa? Chưa đúng không? Chưa vuông góc. Nhưng mà mình chứng minh nó vuông góc được không? Được.
mình sử dụng yếu tố gì em? Hai đường thẳng song song. Mình sử dụng yếu tố hai đường thẳng song song đúng không? Đường thứ ba vuông góc thì mình sẽ chứng minh được góc D là góc vuông. Đúng không? Mình chứng minh được góc D là góc vuông đúng không? Công nhận không? Công nhận. Mà khi góc D là góc vuông thì chỗ này EA trở thành đường gì em? Đường cao, đúng không? Đúng không? Vuông là đường cao, đúng không em? Đúng rồi, trả lời tôi mới biết. Đang coi lại. À, đúng không? Mà đường cao mà tam giác BEA là tam giác cân. Đường cao trong tam giác cân cũng là ba đường còn lại, tức là đường gì? Tuy phân giác, đường trung trực, đường trung tuyến. Như vậy tôi có thể chứng minh rằng GE là tuy phân giác của góc góc E. Vậy tôi sẽ ra đề thi em, tôi ra đề thi chứng minh rằng EG là tuy phân giác của góc BEA. Coi như là chết đứng luôn. Nếu không biết dùng màu đỏ là coi như bỏ ai luôn. Đúng không? Đúng thì công nhận không? Công nhận em. Nhưng em có màu đỏ thì em có thể ra được. Nhưng như vậy em, nếu em có những cái dòng suy nghĩ màu đỏ này á, thì em sẽ giải được nguyên nguyên vẹn cái đề thi. Hiểu không? Dạ rồi. Màu xanh là đề bài cho, màu đỏ là gì? Những gì chúng ta suy nghĩ. Và nói chung chúng ta đang đóng vai trò của một người gì em? Tư duy của ai? Tư duy của một người người giáo viên toán. Rồi ok. Bây giờ hôm nay bài học hôm nay em thấy như thế nào? Cảm giác của em thì bổ ích với là kiểu nó sẽ có ích cho cái mấy cái bài giải bữa sau. Đúng rồi. Nó rất là hay. Nó